thời gian vừa qua, chúng ta đã chứng kiến Việt Nam trỗi dậy vượt bậc với một tương lai tươi sáng và những cơ hội vàng để người dân có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Năng động, đổi mới và không ngừng phát triển. Đó chính là những điều ông J.Y. Campos của công ty Unilab đến từ Philippines đã nhìn nhận về Việt Nam khi ông quyết định đến đây vào những năm 1990 và thành lập công ty United International Pharma, gọi tắt là UIP. Năm 1995, United Pharma Việt Nam đã chính thức trở thành doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư từ nước ngoài. United International Pharma là công ty thành viên của United Laboratory, còn gọi là Unilab, một tập đoàn chuyên chăm sóc sức khỏe thành lập tại Manila, Philippines vào năm 1945. Hiện nay, Unilab là một trong những tập đoàn dược phẩm lớn nhất ở Đông Nam Á, có mặt tại Philippines, Indonesia, Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Myanmar, Hồng Kông và Campuchia. Có nhà máy hiện đại tại Philippines, Indonesia, Việt Nam và Thái Lan, sản xuất ra nhiều mặt hàng thuốc kê toa, thuốc OTC và các sản phẩm chăm sóc cá nhân xuất khẩu đi khắp thế giới. Chúng tôi luôn tin tưởng rằng mỗi một người dân Việt Nam đều có quyền được hưởng dịch vụ chăm sóc sức khỏe đầy đủ tiêu chuẩn chất lượng. Đây là lý do UAP cam kết cung cấp những sản phẩm dược chất lượng cao với giá hợp lý nhằm nâng cao và làm giàu cuộc sống của người dân Việt Nam. Chúng tôi tự hào với các giá trị cốt lõi: cam kết tính vượt trội, phục vụ khách hàng, đáng tin cậy và minh bạch, tinh thần đoàn kết Bayanihan. UAP là công ty đứng sau nhiều thương hiệu đáng tin cậy, có bề dày lịch sử và đang dẫn dắt thị trường với các sản phẩm như Decogen, Alaxan, Enervon, Graminjel, Atusin, Celin, Obinin, Fonia và rất nhiều sản phẩm khác. Có nhiều sản phẩm đạt tương đương sinh học với vị dược gốc. Chúng tôi phát triển, sản xuất và cung cấp các giải pháp y tế cho thị trường tim mạch, tiểu đường, hô hấp, đau nhức, tiêu hóa, sức khỏe và vitamin, sức khỏe cho phụ nữ và dinh dưỡng lâm sàng, nhằm khẳng định cam kết về chất lượng xuất sắc. UAP đã xây dựng một nhà máy sản xuất hiện đại tại Bình Dương, chịu trách nhiệm sản xuất các dược phẩm dạng rắn và dạng lỏng, đạt chứng nhận GFP về tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc, chứng nhận từ Cục Quản lý Dược Việt Nam DAV và chứng nhận từ FDA, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Philippines. Các sản phẩm của UAP được sản xuất tại Việt Nam và xuất khẩu sang các thị trường Myanmar, Philippines, Singapore, Malaysia, Campuchia và Sri Lanka. Phía sau UAP là một đội ngũ tâm huyết luôn cam kết mang đến cho người dân Việt Nam những sản phẩm chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn chất lượng với giá cả hợp lý. Hơn 25 năm qua, United International Pharma đã liên tục gặt hái được vô số giải thưởng và tuyên dương đến từ chính phủ, ban ngành, cộng đồng y tế và người tiêu dùng. Tất cả thành tựu này đều nhờ vào các sản phẩm chất lượng và sự cống hiến không ngừng nghỉ cho xã hội của công ty. Sản phẩm của United International Pharma rất là hiệu quả, vì thế tôi hoàn toàn tin tưởng để giới thiệu cho khách hàng. Sản phẩm của công ty giá cả hợp lý, giá bình ổn dễ bán. Một công ty lớn, có thương hiệu lâu đời, có nhiều sản phẩm chất lượng, hiệu quả. Là một công ty uy tín về nhân viên, phục vụ chu đáo, tận tâm. Về tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục giữ vững lời cam kết, luôn mang đến cho cộng đồng một dịch vụ chăm sóc sức khỏe đáng tin cậy như khẩu hiệu Trusted Quality Healthcare.